Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Let's Go Dánh Kỳ. Thì hôm nay mình sẽ đi đến huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Mình sẽ ghé một cái quán cà phê. Mình thấy có một cái phong cách quán rất là mát và thoáng. Cái phong cách decor rất là đẹp. Thì mình sẽ đi vào mình xem. Cà phê Mission. Đây là câu lạc bộ Mission Bia Cà Phê La Tăng Lỗ. Đây là trong không gian quán thời tại đời con nhé bên này. Đây là một cái góc người ta đề co những cái đề co là một cái cối xây gió rồi việc phía bên dưới đó người ta có làm những cái vàng đó để mà người ta trồng những cái chậu cây. Thì mọi người khi mà nhìn vô ha, mọi người sẽ thấy rất là mát, không gian quán rất là mát. Và bên đây có cái hồ cá. Những con ốc táo nè, những con ốc táo, những cái rong nè, những hòn đá để co khi mà không dọn hồ quá nó sẽ bị rong như thế này riêng nè, nuôi những con cá ngũ sắc nè, cá này kêu bằng bảy sắc luôn á chứ ngũ sắc khỉ rất là nhiều. Ok, đây thì bên đây khách hàng là người trả lương cho chúng ta trong mọi tình huống phải được tôn trọng khách hàng, và khách hàng ông minh quá liền. Đừng bao giờ quá bận rộn để quên nói lời cảm ơn. Đây là cái bức tranh ha, đẹp quá, để mình chụp lại cái với mọi người. Những cái bức ảnh huyền bườm nữa ha, được treo trên trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười vừa dính. Đúng lẽ cà phê khiến ta mạnh mẽ, nghiêng nghị và thông thái. Hiểu vậy sao? Duy Phong Studio. Cà phê sẽ ngon hơn nếu ta uống cùng nhau. Đừng bao giờ để lại ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay. Đúng, chúng ta phải làm, không để chờ được. Ở đây là người ta lập mái, là những cái mái là xài xài máy ngói. Những cái miếng ngói lập lên rất là đẹp. Còn bên đây là sẽ người ta sẽ đề co những cái bức tranh đó. Okay. Xoay qua con bò trần nha. Phía sau đó chính là bia, những người người ta đánh bia. Đây có là bộ bia như son. Thì bên đây cũng có hồ cá. Đây là khuôn viên của giữa cái quán, thì mọi người nhìn vô ha. Ok, ở giữa này có một cái bồn nước rất là đẹp, mình sẽ đi vào một con. Sao người ta không thả cá vô đây hết? Không, nóng bộ. Nước chảy rất mát thì mình sẽ đi xem nó bên phải. Đây còn có cá. Đây có hồ rất là đẹp nha. Đây nè. Ở dưới sẽ là lớp cát nè. Rồi đá nè, ốc ở nè. Những chú ốc ở nè, nó bơi nè. Ừ.
những cái rong nó bám lên những mỏ ốc ở nó bằng thành ra nó xanh soi nảy nở quá trời luôn được không? Nhìn cái này mình tưởng tượng đến cái con chó mà nó bị ve nó vuông lông chùm chùm nó luôn. Thì đây cũng cá. Đây rồi mình sẽ đi dài xuống nè, mình đi ngang cái quầy pha chế. Trời trượt cái gớt cái nốt ra ngoài luôn á má. Đây sẽ là quầy pha chế, hay còn gọi là quầy bar. Ok. Bên đây có những cái bức tranh. Nhất bản vạn lợi. Đây là một cái bức tranh sườn có hai con thiên nga vật. Rất là xinh. À, hai con này con vịt. Ok, thì bây giờ mình sẽ đây là cặp chim công. Cái chim công nó như vậy đó. Chụp lại nha mọi người. Ok, thì bên đây cũng là xuất nhập bình an, là một cái dòng suối. Cái dòng suối nè ha. Rồi có những cái con nước chảy bên thuyền nè. Thì phía dưới của không gian quán là có, phía trên là còn có thể ở trên gác trên cao nữa. Đúng, khi đi làm mà mình cứ suy nghĩ là đây là mình, khi mà mình đi mua sắm á, mình muốn mình không nhìn vào cái giá trị của món đồ đó, thì tốt nhất khi mình làm việc mình đừng nhìn đến giờ giấc. Thì mình sẽ cứ đi mua, mình thấy ừ chị ơi tôi thích tôi lấy cái đó, ok thích tôi lấy, tôi thích tôi lấy thôi, tại vì tôi làm tôi đâu có nhìn giờ đâu, cho nên là tôi cũng không cần nhìn giá. Thì vừa rồi mình cũng đã dẫn các bạn đi xem một vòng không gian của quán cà phê rất là thoáng và cách decor quán rất là đẹp ha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.